Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Piggy, Chapter 8. Let's go. Ok. Ok, mình sẽ mở ở đây. Let's go. Tiếp tục ở đây nào. Let's go. Trong vòng khoảng 10 phút các bạn phải cố gắng tìm hiểu và tìm tất cả những chiếc chìa khóa. Sau đó thì sẽ mở những cánh cửa ra và tìm và mở cánh cửa chính rồi tẩu thoát ra khỏi đây. Orange cây, ok. Mình sẽ tìm vào đây. Đi sâu bên này. Let's go. Walker. Let's go. Còn một cái nữa đó chính là một chiếc búa. Và các bạn phải đi tìm một cái két sắt. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Về đi nào. Wow. Rồi, còn 4 máu thôi. Mình sẽ tiêu tường vào. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3, Randy Chapter 2. Play, let's go. Ok, mình sẽ rửa cho bà ta xuống nữa. Rồi, lên trên tầng 2 thôi. Oh my gosh, wow. Gì đây? Ok, let's go. Mình sẽ mở cái này ra. Một bình ga, ok. Oh my gosh, wow. Chết rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo, Roblox. Let's go. Continue playing. Okay, Pika. I'm calling for you. Okay, let's go. Đây cũng là ở Chapter S. Oh, cô bạn này không cần neo mình. Đó thì các bạn cứ đi tìm và là mở hết những chiếc chìa khóa ra. Sau đó tìm cách để thoát khỏi đây. Ở đây thì cần thiếu một ru cây. Quái cây. Và một khẩu súng. Ok. Orange. Oh my God. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. rất là hãi luôn. Ở đây thì mình đã lắp điện ở đây rồi. Oh my gosh. Một chiếc chìa khóa. Thế này các bạn phải đi tìm một cánh cửa, sau đó thì mở ra. Đã có chiếc chìa khóa rồi. Đây là một ngôi nhà ma rất là kinh khủng. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Slendrina 2D. Let's go. Ok, mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Oh my gosh. Ok, chui vào đây. Không có gì chỗ này, cũng không có gì luôn. Let's go. Oh my gosh, wow. Yeah. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Scary Hospital Escape Lift. Let's go. Zombie. Oh my gosh. 떨어진다. 내가 đây chiếc chìa khóa này các bạn mở cái cửa này tiếp. Theo mình nghĩ là như vậy. Đúng rồi, chuẩn thôi. Thì mỗi một nơi nó là một thêm một zombie. Rất là khó luôn. Rồi các bạn đến đây thì ông ta sẽ không làm gì được các bạn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slendrina Asylum. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Let's go. Oh my gosh. Tờ giấy rồi, các bạn cứ đi xung quanh tìm tất cả là 8 tờ giấy và các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Stickman Escape Lift. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hello? Your pizza's here. Một con phòng ma, một con nhà ma, rất là sợ luôn. Ok. Tĩnh lặng luôn, một căn phòng rất là tĩnh lặng. Wow, tiếp tục mở đây ra xem nào. Oh my god, có một con gì đó. Oh my god. Wow, một con quỷ. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xin đến yêu. Let's go. Không hiểu sao lại bị kẹt luôn ở đây vậy. Tài thật. Wow, bị con Silvia giết chết luôn. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Granny Chapter 1. Let's go. Rồi. Oh my god, wow, chết rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.